Hello, xin chào các anh em. Lâu lắm rồi mình mới lại về được lô hàng máy bãi đẹp. Thì thời gian này là trên thị trường hàng khan. Những dòng máy bãi mình đang để đây và quay cho anh em xem là những dòng máy bãi vẫn còn nguyên zin. Từ dòng máy nhỏ cắt tỉa cành trên cao và dòng khai thác tầm trung. Phải nói là vừa rồi là dòng máy bãi trên thị trường là rất khó để chuyển được hàng về. Và cái lô lần trước mình đã bán hết. Đây là lô mới về. Đợt này là 2-3 tháng mới chỉ về được có một lô thôi. Và số lượng cũng không được nhiều. Và những dòng máy bãi mình để đây là những dòng máy bãi đã được qua chọn lọc nhé. Dòng này là dòng Echo tay cụt này, GC31 này, sử dụng lam 40 cm này. Công tắc này, bật mở tắt này, núm mồi này, đe gió này. Dòng này là nhẹ hơn 3 kg để trèo lên cao cắt tỉa này. Đây vẫn là dòng Echo tay cụt này. Đây là dòng Komatsu tay cụt này. Dòng này thì tuy bé nhưng mà máy chạy bốc khỏe, cắt tỉa cành trên cao rất tốt. Công tắc tắt mở núm mồi le gió, dòng tay cụt định như nhau thôi. Lam vẫn chạy lam là 40 cm, chạy xích nhỏ. Còn đây là dòng Zenoth và Ryobi. Dòng này là dòng tay cụt, nhưng mà dòng tay cụt là dòng tay cụt to, công suất to hơn dòng Echo tay cụt bên này. Máy nguyên zin vẫn chạy lam 40 cm, xích nhỏ. Còn dòng bên này là dòng tay dài. Dòng tay dài này là của hãng Hitachi, nòng hơi 37-38 ly, lam chạy 40 cm, xích tầm trung. Đây là dòng Echo trắng G35 38cc. Đây cũng vậy. Còn đây là dòng to hơn. Dòng này là dòng Kyojit, vẫn chạy lam 40 cm. Dòng này có ốp giật, trợ lực giật nên giật rất nhẹ. Máy nguyên zin. Dòng này là dòng V3501, vẫn thuộc của Kyojit. Dòng này thì có thêm áp dí vào đây xong giật là để giảm bớt độ nặng của máy. Đây là dòng Zenoth, nòng piston và xi lanh là 39cc, ốp trợ lực giật nên là giật máy rất nhẹ và dễ nổ. Công tắc núm mồi xăng le gió. Là dòng này, và dòng này là có thêm lò xo để giảm giật ở bên sườn. Còn dòng này dòng 355, nòng hơi cũng 39cc, công tắc bật núp núm mồi xăng để gió, làm 40 cm, chạy xích trung. Dòng này là dòng dễ đồ thay thế và chỉnh sửa này.